Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Thì vẫn là mình, Kim, Chay, TV. Lâu rồi không quay trở lại game thì hôm nay mình sẽ quay trở lại và đem đến cho các bạn một video liên quan đến khẩu súng lục bạc. Mà nói rõ hơn thì mình sẽ đem đến cho các bạn một video về hướng dẫn các cái tâm lục bạc trong phiên bản OB32 lần này, cũng với những mẹo cực kỳ hay mà mình đảm bảo rằng sẽ giúp cho các bạn nâng cao cái trình độ kế tâm của các bạn lên rất là nhiều. Thì ok, không nhiều nữa, mình sẽ cùng các bạn vào với nội dung chính của video này luôn nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ giúp mình qua phần độ nhạy. Thì phần độ nhạy để mà kéo tâm dễ đối với khẩu lục bạc trong phiên bản OB32 lần này thì nó cũng đơn giản thôi các bạn, cũng giống như khá bạn trước. Thì những bạn nào đang xài những máy có hệ điều hành Android thì các bạn cứ chỉnh độ nhạy xung quanh là full 100 cho mình. Đó, để nó sẽ kéo ok nhất, nó mực nhất. Còn những bạn nào mà xài hệ điều hành iOS, xài iPhone thì các bạn có chỉnh thấp hơn một xíu. Bởi vì thường iPhone nó sẽ có cái độ nhạy nhỉnh hơn một xíu các bạn. Nên các bạn để tầm 90 cho đến 95, hoặc các bạn có thể để từ 80 cho đến 85. Và sau này thì các bạn sẽ nâng dần cái độ nhạy nhìn xung quanh này lên. Và đối với khẩu lục bạc này thì các bạn chỉ cần quan tâm độ nhạy nhìn xung quanh thôi nha. Còn mấy cái độ nhạy khác thì các bạn cũng không cần quan tâm đâu. Thì đó là sơ qua về phần độ nhạy. Còn bây giờ sẽ đến với phần các cái tâm. Thì theo cảm nhận của mình thì trong phiên bản OB32 lần này thì khẩu lục bạc này nó cái tâm nó có phần dễ hơn một xíu so với phiên bản trước các bạn. Bởi vì khi mà các bạn đã đặt vị trí đặt tâm đúng rồi á thì nó sẽ ghim chặt vào đầu cái địch luôn, và nó rất khó gọi là bị cái trường hợp gọi là kéo tâm hụt hay là kéo tâm quá đầu. Nhưng mà vì nó ghim chặt như vậy cho nên là khi mà các bạn kéo tâm cậu lục bạc này ở tầm gần thì nó sẽ khó hơn so với phiên bản trước. Nhưng mà còn về tầm chung thì phiên bản này nó lại kéo tâm lục bạc dễ hơn nha các bạn. Cho nên là cái mẹo đầu tiên ở đây đó chính là khi mà gặp địch thì các bạn hãy giữ khoảng cách nha. Các bạn hãy giữ khoảng cách sao cho nó ở tầm chung như mình là được. Đó là nó sẽ dễ cái tâm nhất. Còn đối với tầm gần tầm xa thì các bạn hãy hạn chế nha. Tiếp theo là về vị trí đặt tâm. Thì đối với khẩu lục bạc này, vị trí đặt tâm của nó mình sẽ phân tích từ tầm gần đến tầm xa nha. Thì đối với tầm gần thì để mà cái tâm khẩu lục bạc này dễ thì các bạn đặt tâm càng cao càng tốt. Và các bạn có thể đặt từ cổ chỉ địch. Đó, các bạn đặt cao một xíu ngay phần cổ cái địch và các bạn kéo lên thì nó sẽ dễ đến đầu. Còn đối với tầm trung thì nó sẽ thoải mái hơn. Các bạn có thể đặt tâm từ khoảng giữa thân cái địch trở lên. Đó là các bạn đặt tâm giữa thân trở lên và các bạn kéo thì nó sẽ ok. Còn đối với tầm xa thì các bạn cứ đặt tâm sao cho cái tâm súng của bạn hiện đỏ và các bạn kéo lên với một cái lực nhẹ vừa phải thôi là nó sẽ lên đầu dễ. Và ví dụ như trong tình huống này, nếu như mà các bạn gặp cái địch ở tầm xa và các bạn đã áp dụng đúng cái cách để kéo rồi, nghĩa là các bạn chỉ cần đặt tâm hiện đỏ và kéo nút bắn lên với một cái lực nhẹ nhàng vừa phải, nhưng mà nó vẫn không lên đầu. Và nếu như mà nó gặp cái trường hợp quá đầu như trong cái tình huống như các bạn thấy đây thì các bạn sẽ lại gần cái địch và kéo với một cái lực y chang như ban nãy thì nó sẽ lên đầu. Còn đối với những trường hợp mà gặp nghĩa để tầm xa mà các bạn kéo tâm lần đầu tiên mà nó bị dính vào người thì các bạn sẽ đi lùi ra xa và cái tâm với một cái lực y chang thì nó sẽ lên đầu. Các bạn chỉ còn nhớ một cái quy tắc như thế này, đó chính là các bạn ra xa thì cái tâm nó sẽ đẩy lên trời và nếu mà các bạn lại gần thì cái tâm nó sẽ đẩy xuống dưới. Đó, và tùy từng trường hợp và tình huống khác nhau thì các bạn hãy áp dụng vô để mà kéo tâm với khẩu lục bài này nha. Đó, tầm gần các bạn cứ đặt tâm cao và kéo lên thì nó sẽ lên đầu dễ thôi. Nãy giờ chúng ta đã đi qua hai cái mẹo, đó chính là về khoảng cách và vị trí đặt tâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái mẹo thứ ba, đó chính là về các kéo tâm. Thì đối với khẩu lục bạc này, mình thấy các kéo tâm mà nó dễ sót nhất cũng như là nó đơn giản nhất mà bạn nào cũng làm được luôn á. Đó chính là các bạn hãy kéo tâm thẳng, các bạn cứ kéo cái nút bắn này thẳng lên trời. Và các bạn áp dụng thêm cái mẹo đằng trước mình đã nói nữa, là mình đảm bảo khi mà các bạn kéo tâm gặp địch là các bạn sẽ kéo tâm auto vào đầu luôn. Còn đối với những một số trường hợp mà cái địch áp sát các bạn thì các bạn có thể kéo cái nút bắn này theo hình chữ C hay gọi là kéo tâm vòng đó các bạn. Thì nếu như bạn nào mà chưa biết cắt cái tâm chữ C hay là một số các cái tâm chữ khác thì các bạn có thể vào kênh mình và xem lại nha. Thì mình có làm về các cái cách kéo tâm chữ này rồi. Và bonus thêm cho các bạn một cái mẹo nho nhỏ nữa, đó chính là trong một số trường hợp thì các bạn đừng có vội bắn cái địch trước nha, mà các bạn hãy đợi cho cái địch bắn các bạn trước, sau đó thì các bạn sẽ kéo tâm lại thì nó sẽ dễ đánh đầu hơn. Ví dụ trong pha này thì cái địch quay lưng với mình thì mình không kéo tâm được, nhưng mà khi cái địch mà nhìn mình mà hướng mặt vào mình á thì mình kéo tâm lại rất là dễ dàng. Thì trên đó chính là các cái tâm lục bạc trong phiên bản OB32 lần này mà thấy nó dễ, đơn giản, hiệu quả mà ai cũng làm được, từ những bạn chưa kéo hay những bạn nào mà mới kéo đều có thể áp dụng nha.
Và video của mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Và mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết video của mình. Và nếu bạn nào thấy video của mình hay vừa thì đừng quên để lại cho video của mình một lượt like, cũng rất là một lượt đăng ký kênh. Và ngoài ra nếu bạn nào mà muốn mình làm về nhiều khẩu súng miền khác thì các bạn đừng ngại mà hãy comment dưới video này cho mình biết, để mình có thể biết và làm theo không các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.